Kính chào quý vị đến với bản tin thứ năm ngày 3 tháng 6 hôm nay. Một số bản tin chính như sau. Hoa Kỳ công bố kế hoạch chia sẻ vaccine COVID-19, Canada thuộc nhóm ưu tiên. Canada tăng tiền phạt do vi phạm cách ly tại khách sạn lên mức 5.000 đô la. Tỉnh Ontario và BC tiến hành trộn vaccine. Các tỉnh đang xem xét tặng thưởng để khuyến khích tiêm vaccine COVID-19. Bộ trưởng Tài chính chỉ trích Air Canada vì đã trả 10 triệu đô la tiền thưởng cho nhân viên cấp cao trong khi nhận tiền cứu trợ liên bang. Giá nhà ở Toronto đạt kỷ lục mức 1,1 triệu đô la bất chấp doanh số bán hàng sụt giảm. Đại học Calgary chào đón sinh viên trở lại trường vào mùa thu. Harvey's tặng bánh hamburger miễn phí cho những người tiêm vaccine và những ưu đãi khác nào đang được trao tặng ở Canada và trên toàn thế giới khi tiêm vaccine. Trung Quốc lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, cho biết cả hai tìm kiếm điểm chung. Nữ hoàng Elizabeth sẽ gặp Tổng thống Biden tại lâu đài Windsor. NASA thông báo sẽ thực hiện hai nhiệm vụ thám hiểm mới tại sao Kim. Các ca COVID-19 tăng đột biến ở một số quốc gia mà sử dụng vaccine Sinopharm. Hoàng Anh cùng Tuấn Liêm xin thân ái kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Nếu quý vị chưa đăng ký subscribe, chúng tôi kính mời quý vị nhấn đăng ký subscribe và nhớ bấm nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành các video mới. Xin cảm ơn các bạn. Sau đây Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Hoa Kỳ công bố kế hoạch chia sẻ vaccine COVID-19, Canada thuộc nhóm ưu tiên. Vào hôm thứ Năm, Hoa Kỳ cho biết sẽ chia sẻ 25 triệu liều vaccine với thế giới. Kế hoạch chia sẻ vaccine của Hoa Kỳ nhận được nhiều sự mong chờ. Kế hoạch này được đưa ra khi nhu cầu đối với vaccine COVID-19 tại Hoa Kỳ giảm đáng kể, với hơn 63% người lớn đã được tiêm ít nhất là một mũi. 25% các liều sẽ được Hoa Kỳ dự trữ cho trường hợp khẩn cấp, cũng như chia sẻ trực tiếp cho những đối tác và đồng minh. 75% sẽ được chuyển đến chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX của Liên Hợp Quốc. Trong số 25 triệu, gần 19 triệu liều sẽ được chia sẻ thông qua COVAX như sau. Gần 6 triệu liều được chia sẻ ở khu vực Mỹ Latin và Caribe. Một số nước trong số đó gồm có Brazil, Argentina và các quốc gia Caribe và một số nước khác. 7 triệu liều khác sẽ dành cho các nước châu Á như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Guinea, Malaysia, Philippines, Vietnam, Indonesia, Thái Lan, Lào, Đài Loan và các đảo Thái Bình Dương. Và 5 triệu liều sẽ được chia sẻ với khu vực châu Phi. Hoa Kỳ nói rằng có gần 6 triệu liều hướng đến các khu vực ưu tiên và đối tác, trong đó bao gồm Canada, Mexico và một số nước khác. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn chưa rõ Canada sẽ được chia sẻ bao nhiêu liều, loại vaccine nào sẽ được gửi đến và liệu Canada có đồng ý nhận chúng hay không. Những quốc gia khác thuộc nhóm ưu tiên bao gồm Hàn Quốc, Bờ Tây và Gaza, Ukraine, Kosovo, Haiti, Georgia, Egypt, Jordan, Iraq, Yemen và nhân viên tuyến đầu của Liên Hợp Quốc United Nations. Hoa Kỳ cũng khẳng định không dùng vaccine để đảm bảo sự ủng hộ từ các quốc gia khác, và khoản đóng góp sẽ hướng tới những quốc gia đã có kế hoạch sẵn sàng để tiêm vaccine, ưu tiên cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao nhất và những người chăm sóc họ. Các loại vaccine và số lượng cụ thể sẽ được xác định sau khi cơ quan quản lý làm việc thông qua các thông số hậu cần, quy định và các số liệu khác cho từng khu vực và quốc gia. Tiền phạt do vi phạm cách ly tại khách sạn sẽ tăng lên mức 5.000 đô la. Chính phủ liên bang tăng mức phạt đối với những hành khách di chuyển bằng đường hàng không và từ chối cách ly tại khách sạn được chỉ định trong 3 ngày sau khi đến Canada. Thay vào mức phạt 3.000 nếu không tuân thủ quy định, những người này phải chịu mức phạt 5.000 bắt đầu từ ngày thứ Năm. Động thái này diễn ra một tuần sau khi ban cố vấn liên bang chỉ ra một số vấn đề với việc cách ly ở khách sạn và khuyến nghị chính phủ cần chấm dứt việc này. Thay vào đó, ban cố vấn đề xuất rằng những hành khách bị yêu cầu cách ly trong khách sạn chỉ khi họ không xuất trình được kế hoạch cách ly đáng tin cậy. Đã có hàng trăm vé phạt được gửi đến những người vi phạm được báo cáo, kể từ khi biện pháp cách ly tại khách sạn được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 2. Yêu cầu cách ly tại khách sạn bị chỉ trích vì một số lý do, bao gồm việc liệu nó có thực sự ngăn chặn được sự lây lan của COVID-19 hay không.
Bên cạnh đó, cũng có lo ngại rằng nhiều hành khách đi bằng đường hàng không sẽ bay đến Hoa Kỳ. Sau đó, họ lái xe đến Canada để tránh yêu cầu cách ly này. Ontario bật đèn xanh cho việc trộn vaccine. Tỉnh bang cho biết hôm thứ Năm, những người Ontario đã nhận được liều vaccine AstraZeneca COVID-19 đầu tiên có thể chọn tiếp tục tiêm vaccine này hoặc chọn Pfizer hay Moderna cho liều thứ hai. Động thái này vốn được mong đợi sau khi Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng, gọi tắt là NACI, cập nhật hướng dẫn của mình vào đầu tuần này cho phép chọn và kết hợp các loại vaccine. Tỉnh Ontario cho biết trong một thông cáo báo chí, cả hai lựa chọn cho liều thứ hai đối với những người đã tiêm vaccine AstraZeneca đầu tiên đều an toàn và cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại COVID-19. Các tùy chọn liều thứ hai này sẽ được cung cấp trong khoảng thời gian 12 tuần như khuyến nghị. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 4 tháng 6, những cá nhân đã nhận vaccine AstraZeneca ít nhất 12 tuần trước và muốn tiêm mũi thứ hai cùng loại có thể liên hệ với nhà thuốc hoặc bác sĩ đã cung cấp vaccine cho liều tiếp theo của họ. Nếu họ chọn tiêm vaccine là Pfizer hoặc Moderna, họ có thể tiêm tại hiệu thuốc có những loại vaccine đó. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 6, những người đã tiêm vaccine AstraZeneca có thể đặt mũi tiêm thứ hai là Pfizer hoặc Moderna thông qua hệ thống trung tâm của tỉnh hoặc qua đơn vị y tế công cộng địa phương, tùy thuộc vào nơi họ sinh sống. Trưởng phòng điều tra của Ontario, tiến sĩ Doug Hoyer, cho biết có rất nhiều bằng chứng và thử nghiệm lâm sàng cho thấy liều thứ hai của vaccine AstraZeneca giúp bảo vệ khỏi bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong sau 12 tuần. Cùng ngày thì chính phủ Doug Ford cho biết họ hy vọng sẽ xúc tiến nhanh việc tiêm vaccine COVID-19 cho mọi người dân trên toàn tỉnh. Bộ trưởng Y tế Ontario Christine Elliott cho biết tỉnh đang tìm cách đẩy nhanh quá trình để có thêm nhiều người được tiêm mũi thứ hai. Điều đó có nghĩa là liều thứ hai có thể sẽ được tiêm trước thời hạn nếu nguồn cung cấp cho phép. Tỉnh Quebec đẩy nhanh tiến độ tiêm liều vaccine thứ hai, giảm thời gian giữa hai liều xuống còn 8 tuần. Những người Quebec trên 18 tuổi sẽ có thể dời lịch hẹn tiêm vaccine liều thứ hai đến sớm nhất là 8 tuần sau liều đầu tiên, vì mục tiêu của tỉnh là tất cả mọi người dân được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 8. Những người từ 80 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện để đặt lịch hẹn từ thứ hai tới này, ngày 7 tháng 6, thông qua hệ thống Click Santé của tỉnh. Các nhóm tuổi trẻ hơn sẽ tiếp tục đặt lịch hẹn trong những ngày và tuần tiếp theo. Sau khi cuộc hẹn mới được xác nhận, cuộc hẹn trước đó sẽ tự động bị hủy bỏ. Hiện tại thì hơn 75% người lớn ở Quebec đã nhận được liều vaccine đầu tiên trước thời hạn 24 tháng 6 của tỉnh 3 tuần. Bộ trưởng Y tế Christian Dubé khuyến khích những người chưa có cuộc hẹn đầu tiên nên đi tiêm trong những ngày tới, trước khi người khác bắt đầu tiêm liều thứ hai. Tỷ lệ tiêm chủng đang giảm dần ở những người trẻ tuổi. Trong số những người từ 30 đến 39 tuổi, 61% đã được tiêm phòng. Trong nhóm từ 18 đến 29 tuổi thì chỉ có 51% đã được tiêm. Tiến sĩ Horacio Aruda, Giám đốc Y tế Công cộng của tỉnh, nhắc lại rằng những người được tiêm vaccine AstraZeneca sẽ có lựa chọn liều thứ hai là cùng hoặc khác loại. Còn tại tỉnh bang BC, những điều cần biết về liều vaccine thứ hai. Giám đốc Y tế của tỉnh là bà Bonnie Henry cho biết, những người đã nhận được vaccine AstraZeneca cho liều đầu tiên có quyền lựa chọn. Họ có thể tiêm liều AstraZeneca tiếp theo tại hiệu thuốc, hoặc nếu họ muốn liều thứ hai là vaccine theo công nghệ mRNA, họ có thể tiêm tại các phòng khám tiêm chủng hàng loạt. Tiến sĩ Henry cho biết 280.000 người được tiêm liều AstraZeneca đầu tiên đã lựa chọn đúng. Bà nói đó là điều hoàn toàn cần thiết khi chúng ta có tỷ lệ ca bệnh và sự gia tăng lây truyền cao vào tháng 3 và tháng 4. Theo bà thì khả năng hình thành máu đông liên quan đến vaccine AstraZeneca thấp hơn nhiều đối với liều thứ hai. Bà cho rằng mọi người phải đưa ra lựa chọn cá nhân tùy thuộc vào mức độ lo lắng của họ về máu đông, mặc dù bà khuyên nên tiêm cùng một loại vaccine. Bà Henry cũng cho biết dữ liệu ban đầu cho thấy rằng bạn có nhiều khả năng bị tác dụng phụ không nghiêm trọng, chẳng hạn như đau cánh tay, sốt và đau nhức nếu bạn nhận được một loại vaccine khác cho mũi thứ hai của mình. Nhưng các kết hợp vaccine sẽ mang lại sự bảo vệ như nhau. Mọi người sẽ được nhà thuốc liên hệ cho lịch hẹn liều AstraZeneca thứ hai. Nếu họ quyết định muốn nhận vaccine mRNA, họ có thể từ chối cuộc hẹn đó và chờ lời mời thông qua hệ thống đăng ký của tỉnh. Mọi người không nên liên hệ trực tiếp với các nhà thuốc.
các chuyến hàng vaccine AstraZeneca được xác nhận sẽ bắt đầu đến các nhà thuốc vào thứ Hai. Các tỉnh bang đang xem xét tặng thưởng để khuyến khích tiêm vaccine COVID-19. Một số nhà lãnh đạo đang cân nhắc trao tặng thưởng để khuyến khích tiêm vaccine COVID-19 đến những người khó tiếp cận khi tỷ lệ nhiễm bệnh giảm dần ở hầu hết đất nước khi nhiều người được tiêm chủng hơn. Thủ hiến Manitoba là ông Brian Pollister đã công bố các khoản tiền tài trợ lên đến 20.000 đô la mỗi phần đến cộng đồng, trung tâm tôn giáo, thể thao và nghệ thuật ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp. Tiền có thể được chi cho bất cứ thứ gì, từ các chương trình tiếp cận cộng đồng đến các giải thưởng như vé tham dự một sự kiện thể thao. Thủ hiến Pollister cũng để ngỏ việc cung cấp các khoản trao thưởng trực tiếp cho người dân. Khoảng 2/3 số người dân Manitoba đủ điều kiện đã nhận được ít nhất một liều vaccine, nhưng các khu vực bị tụt hậu bao gồm các vùng lân cận cốt lõi ở Winnipeg và một số vùng nông thôn phía nam thủ đô. Thủ hiến Pollister cho biết không có câu trả lời dễ dàng, nhưng tỷ lệ thấp có thể liên quan đến các vấn đề về di chuyển, rào cản ngôn ngữ và các mối quan tâm về văn hóa hoặc tôn giáo. Trong những tuần gần đây, thì Manitoba đã phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể của ca nhiễm COVID-19. Điều này đã gây áp lực nghiêm trọng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải trong năng lực chăm sóc đặc biệt. Tại tỉnh Quebec, Thủ hiến François Legault cho biết vào thứ Năm hôm nay rằng chính phủ liên minh Avenir Quebec của ông cũng đang xem xét các biện pháp khuyến khích để có thêm nhiều người được tiêm chủng. Một số người sợ hãi về vaccine mà không có lý do, vì vậy chúng tôi phải giải thích cho họ lý do tại sao họ cần được chủng ngừa, Thủ hiến Legault nói. Khoảng 70% người dân Quebec trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều, nhưng tỷ lệ tiêm chủng chậm hơn ở tại hai trong số các thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch là Montreal và vùng ngoại ô phía bắc Laval của nó. Ở Montreal North, một trong những quận có thu nhập thấp nhất của thành phố, tỷ lệ tiêm chủng là gần 44% và là khu vực y tế có tỷ lệ nhiễm trùng cao thứ hai ở Quebec. Trên toàn quốc thì tất cả các chỉ số chính, bao gồm cả các ca mắc mới, nhập viện và tử vong, đều có xu hướng giảm khi nguồn cung cấp vaccine tăng lên. Tính đến thứ Năm thì hơn 24,8 triệu liều vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Các quan chức tỉnh Ontario thì cảnh báo rằng, trong khi triển vọng COVID-19 ngày càng tích cực hơn, mọi người vẫn phải cảnh giác vì sự phổ biến ngày càng gia tăng của một biến thể lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ. Biến thể này là nguyên nhân gây ra gần 1/4 số ca nhiễm trùng ở tỉnh Ontario. Bộ trưởng Y tế Kristen Elliott cho biết, nhóm nghiên cứu vaccine của tỉnh đang xem xét liệu có cho phép người dân đặt liều vaccine thứ hai sớm hơn là khoảng thời gian 4 tháng hiện tại hay không. Làn sóng thứ ba của tỉnh Ontario đã giảm dần trong những tuần gần đây và tỉnh này đã đánh dấu tình trạng nhiễm trùng giảm dần. Tỉnh đã cho phép các bệnh viện có thể bắt đầu lại các ca phẫu thuật không khẩn cấp và đang cân nhắc xem có thể mở cửa lại sớm hơn là ngày 14 tháng 6 dự kiến hay không. Trong khi đó, thì tại tỉnh BC, Quebec và Nova Scotia đã thông báo bắt đầu tiêm liều thứ hai. Tỉnh BC cũng đưa ra một kế hoạch trộn hoặc kết hợp vaccine ngay cả đối với những người đã không tiêm loại AstraZeneca trước đây. Tiến sĩ Bonnie Henry, giám đốc y tế của tỉnh cho biết, tỉnh tiếp tục gặp vấn đề trong việc duy trì nguồn cung cấp vaccine Moderna ổn định, có nghĩa là một số người đã nhận vaccine này ở liều đầu tiên có thể nhận được Pfizer cho liều thứ hai. Cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Nhiều học sinh Manitoba sẽ kết thúc năm học của mình ở nhà như các bạn cùng lứa ở Ontario. Thế nhưng, hai tỉnh rất khác biệt trong quá trình kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Chính phủ Manitoba thông báo hôm thứ Năm rằng tất cả các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 ở Winnipeg và Brandon, cũng như các phân hiệu trường Garden Valley và Red River Valley sẽ học từ xa trong thời gian còn lại của năm học. Manitoba báo cáo có 360 ca COVID-19 mới và thêm 5 ca tử vong hôm thứ Năm. Tỷ lệ dương tính trong 5 ngày là 11,5% ở tỉnh và 13,2% ở Winnipeg. Ở Ontario thì có 870 ca nhiễm COVID-19 mới và 10 ca tử vong khác. Tỷ lệ dương tính là 2,8%. Tỉnh có 729 người đã phải nhập viện vì COVID-19, trong đó có 546 người ở ICU. Tính đến tối ngày 3 tháng 6,
Canada báo cáo có thêm 2.172 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.387.445. Trong số đó thì có 27.733 ca còn bệnh và 1.334.011 ca đã phục hồi, số ca tử vong là 25.644. Tới hôm nay đã có hơn 24,8 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có gần 22,5 triệu người hay là 59% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và 6,2% dân số đã tiêm hai liều. Tại Quebec, các quan chức y tế báo cáo có 267 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 6 ca tử vong. Tại British Columbia, 199 ca nhiễm COVID-19 mới đã được báo cáo hôm thứ Năm, cùng với 2 ca tử vong. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp tỉnh này ghi nhận ít hơn 200 ca bệnh. Alberta báo cáo có 296 ca nhiễm và thêm 5 ca tử vong. Saskatchewan có 131 ca COVID-19 mới và 2 ca tử vong. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, Newfoundland và Labrador báo cáo có 6 ca nhiễm COVID-19 mới, trong khi Nova Scotia báo cáo 25 ca mới và thêm 1 ca tử vong. New Brunswick báo cáo 16 ca mới và thêm 1 ca tử vong. Prince Edward Island có 2 ca. Ở miền Bắc không có ca bệnh mới nào ở Nunavut, Yukon và NWT. Bộ trưởng Tài chánh Chrystia Freeland chỉ trích Air Canada vì đã trả 10 triệu đô la tiền thưởng cho nhân viên cao cấp trong khi nhận tiền cứu trợ liên bang. Air Canada đang đối mặt với sự chỉ trích của Bộ trưởng Tài chánh Chrystia Freeland, tỏ vẻ không hài lòng về hàng triệu đô la tiền thưởng cho các giám đốc điều hành của hãng hàng không này, trong khi họ phải đàm phán cho một gói cứu trợ của liên bang. Air Canada đã tiết lộ trong thông tư ủy quyền hàng năm cho các cổ đông rằng họ đã thưởng 10 triệu cho những người mà tài liệu đầu tư cho là thiết yếu cho sự tồn tại của hãng hàng không trong năm qua, khi hoạt động du lịch lao dốc trong đại dịch. Trong một bình luận hôm thứ Tư, Bộ trưởng Freeland cho biết bà thất vọng về sự vô trách nhiệm của một số doanh nghiệp khi họ nhận viện trợ liên bang do người đóng thuế tài trợ để tồn tại trong đại dịch. Bà cho rằng tiền thưởng đó là không hợp lý. Vào tháng 4, Air Canada và chính phủ đã đồng ý gói vay 5,9 tỷ bao gồm tiền để giúp hoàn trả vé cho khách hàng, nhưng cũng giới hạn khoản bồi thường cho nhân viên điều hành ở mức 1 triệu đô la cho đến 12 tháng sau đó, sau khi khoản vay được hoàn trả đầy đủ. Chính phủ cũng đã trả 50 triệu đô la cho 6% cổ phần của hãng hàng không lớn nhất của đất nước để đảm bảo người nộp thuế có thể hưởng lợi khi doanh thu của Air Canada tăng lên. Việc đó cũng khiến cho chính phủ trở thành một trong những cổ đông quan trọng của hãng hàng không này. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết các giám đốc điều hành của hãng hàng không cần phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng vì ông đã bị khối Quebecois ép buộc Air Canada trả lại khoản tiền thưởng. Tài liệu phân phát cho nhà đầu tư của Air Canada cho thấy hãng hàng không được hưởng lợi từ 554 triệu của chương trình trợ cấp tiền lương vào năm 2020 để giữ người lao động. Nhưng công ty đã sa thải 20.000 nhân viên. Và tài liệu này cũng cho thấy hãng hàng không Air Canada có kế hoạch tiếp tục xin viện trợ. Giá nhà ở Toronto đạt kỷ lục 1,1 triệu đô la bất chấp số lượng mua bán nhà sụt giảm. Giá nhà tại thị trường bất động sản lớn nhất Canada đã đạt mức cao mới mọi thời đại, ngay cả khi số lượng mua bán nhà sụt giảm trong tháng 5. Giá nhà trung bình của tất cả các ngôi nhà được bán trên toàn khu vực GTA đạt 1.180.453 đô la vào tháng trước, theo dữ liệu do Ủy ban Bất động sản khu vực Toronto TRREB, ta thường gọi là TREB, công bố hôm thứ Năm. Kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 3 là ở mức 1,1 triệu đô la. Có gần 12.000 bất động sản đã được trao tay trên GTA vào tháng trước, trong khi con số đó tăng 160 lần so với một năm trước đó. Đó là sự suy thoái từ tháng 4 khi 13.663 căn nhà đã được bán. Trapp chỉ ra rằng số nhà tồn kho ít hơn là nguyên nhân chủ yếu đẩy giá lên mức cao. Danh sách niêm yết trong tháng chỉ tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, doanh số bán nhà detached, semi-detached, townhouse và căn hộ chung cư tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm so với tháng 4. Người Canada sẵn sàng trả thêm tiền cho không gian lớn
vì giá bán trung bình cho một ngôi nhà detached trong GTA đạt 1.415.698 đô la vào tháng 5. Đó là mức tăng khiêm tốn so với tháng 4 và tăng 37% so với một năm trước đó. Twitter cung cấp dịch vụ đăng ký mới cho người dùng tại Canada và Úc. Phí đăng ký là 3 đô 50 cent một tháng ở Canada. Twitter đang triển khai dịch vụ đăng ký bắt đầu ở Canada và Úc, cung cấp các đặc quyền như nút undo cho người đăng ký. Dịch vụ đăng ký Twitter Blue sẽ cung cấp các tính năng mà người dùng đã yêu cầu từ lâu, nhưng vẫn không có nút chỉnh sửa tweet. Nó bao gồm các thư mục đánh dấu để sắp xếp nội dung đã lưu. Tính năng undo tweet cung cấp cho người dùng 30 giây để hủy một tweet đã gửi trước khi nó xuất hiện. Một chế độ đọc giúp các tweet theo chuỗi dễ đọc hơn và các biểu tượng ứng dụng có thể tùy chỉnh và chủ đề màu sắc. Người đăng ký cũng sẽ được hỗ trợ tận tình, có nghĩa là các vấn đề họ báo cáo có thể được xử lý nhanh hơn so với những người dùng khác. Chi phí đăng ký là 3 đô 50 cent một tháng ở Canada, không có lịch trình để triển khai dịch vụ ở các quốc gia khác. Đại học Calgary ở tỉnh Alberta chào đón sinh viên trở lại trường vào mùa thu. Sinh viên tại Đại học Calgary có thể trở lại khuôn viên trường cho học kỳ sắp tới khi số lượng tiêm chủng ở Alberta tiếp tục gia tăng. Chủ tịch Đại học Calgary và Phó Hiệu trưởng Tiến sĩ Ed McCauley đã thông báo vào thứ Năm hôm nay rằng các kế hoạch đã được đưa ra để sinh viên dần trở lại học trực tiếp vào mùa thu này. Ông nói, chúng ta đã đạt được một số cột mốc quan trọng về tiêm chủng công cộng. Khi số lượng người được tiêm chủng ngày càng gia tăng, các hướng dẫn sức khỏe về giãn cách xã hội và tụ tập công cộng cuối cùng có thể dễ dàng hơn. Đây là điều cho phép chúng ta bắt đầu trở lại trường một cách an toàn vào mùa thu. Các quan chức của trường cho biết một số nhân viên sẽ được quay trở lại khuôn viên trường bắt đầu từ mùa hè đến hết mùa thu khi học sinh bắt đầu trở lại trường. Kế hoạch cụ thể về các lớp học hiện đang được phát thảo. Trường đã chuyển sang chủ yếu học trực tuyến trước học kỳ mùa thu năm 2020 và học tập từ xa vẫn được duy trì trong các học kỳ mùa đông và mùa xuân. Nhiệt độ tại tỉnh Saskatchewan dự kiến lên cao kỷ lục vào thứ Năm trong đợt nắng nóng. Phần lớn tỉnh Saskatchewan dự kiến sẽ trải qua thời điểm nắng nóng trong tuần vào thứ Năm với nhiệt độ ở khoảng giữa 30 độ C, theo Cơ quan Môi trường Canada cho biết. Cảnh báo nhiệt đang có hiệu lực. Đối với Regina, kỷ lục cho nhiệt độ nóng nhất là 35,6 độ C vào ngày 3 tháng 6 năm 2019. Ở Saskatoon, đó là 35,8 độ C vào năm 1988 và Prince Albert là 34,4 độ C vào năm 1961. Regina và Saskatoon đều được dự đoán sẽ đạt 36 độ C trong ngày thứ Năm. Thời tiết sẽ mát dần vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật với khả năng có mưa rào và dông sau đó. Ông Adrian Godbold, chủ sở hữu của Regina Plumbing và Heating, cho biết điện thoại ông không ngừng reng với nhiều người muốn mua và sửa chữa máy lạnh. Ông có 20 kỹ thuật viên, những người này làm việc từ 7 giờ sáng cho đến tận ban đêm. Harvey's tặng bánh hamburger miễn phí cho người dân Canada đã tiêm vaccine COVID-19. Và những ưu đãi khác nào đang được trao tặng ở Canada và trên toàn thế giới khi người dân tiêm vaccine? Chuỗi nhà hàng nhanh là Harvey's sẽ tặng bánh mì burger miễn phí đến người dân trên khắp đất nước mà đã tiêm vaccine COVID-19. Tại tỉnh Ontario, Harvey's đã hợp tác với nhóm y tế Ontario tại các phòng khám tiêm vaccine di động quanh khu vực GTA để phát bánh mì hamburger miễn phí cho mọi người sau khi họ được tiêm phòng. Các chiếc xe tải bánh mì của Harvey's sẽ đến các phòng tiêm chủng di động ở khu vực GTA, đại đô thị Toronto, trong suốt tháng 7 và tháng 8 để trao tặng bánh mì burger. Ở những khu vực khác của Canada, mọi người có thể nhận được một bánh mì burger bằng cách chia sẻ selfie là ảnh tự chụp của mình đã tiêm chủng hoặc ảnh chụp hồ sơ tiêm chủng của mình trên phương tiện truyền thông xã hội. Phải tag Harvey's và sử dụng hashtag là Canada Best Shot. Mọi người cũng có thể tham gia bằng cách bình luận về các bài đăng trên mạng xã hội của Harvey và chia sẻ những câu chuyện về vaccine của họ. Sau đó, những người đủ điều kiện sẽ nhận được một tin nhắn trực tiếp có mã code để đổi bánh burger qua hệ thống web hoặc ứng dụng. Harvey cho biết họ sẽ tặng những chiếc bánh burger với trị giá lên đến 250.000 đô la thông qua chương trình quảng cáo này. Còn những ưu đãi khác nào đang được trao tặng ở Canada và trên toàn thế giới khi tiêm vaccine?
Nhiều ưu đãi khuyến khích tiêm vaccine đang được cung cấp ở Canada, Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới để mang vaccine vào tay của mọi người. Một bảo tàng ở Kitchener, Ontario đang cung cấp vé vào cửa miễn phí vào tháng 7 và tháng 8 cho bất kỳ ai có bằng chứng tiêm chủng. Đây cũng là một cách thú vị để quảng bá cho triển lãm Rolling Stones sẽ mở cửa ở đó vào cuối năm nay. Ở Hoa Kỳ thì mọi người có thể tiêm vaccine COVID-19 tại Silent Field, ngôi nhà tạm thời của Toronto Blue Jays, và sau đó được tặng một vé miễn phí vào xem một trận đấu vào năm tới mà chỉ cần tiêm một liều vaccine. Ngoài ra thì các địa điểm tham gia Krispy Kreme ở Hoa Kỳ đang phát một chiếc bánh donut miễn phí mỗi ngày cho những người xuất trình thẻ tiêm chủng của họ cho đến cuối năm 2021. Một số bang thì thậm chí còn tổ chức xổ số cho những người tiêm vaccine COVID-19 và người dân có thể giành được giải thưởng tiền mặt trị giá rất lớn. Hãng hàng không của Úc Qantas đang cung cấp các chuyến du lịch miễn phí không giới hạn trong một năm cùng với các phiếu bay, giảm giá và các giải thưởng khác cho những khách hàng đã được tiêm chủng đầy đủ. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Trung Quốc lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, cho biết cả hai tìm kiếm điểm chung. Hôm thứ Năm, Trung Quốc ca ngợi việc nối lại cái mà họ gọi là các cuộc thảo luận bình thường với Hoa Kỳ trên lĩnh vực thương mại và kinh tế. Có vẻ như Bắc Kinh đang mong muốn ngừng cuộc chiến tranh thương mại vì nước này cho biết cả hai bên đều hướng đến việc giải quyết các vấn đề một cách thực tế và có ích. Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He, người đã dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đã tổ chức hai cuộc điện đàm video với đại diện thương mại của Hoa Kỳ Catherine Tai và Bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen, đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên giữa hai bên về các vấn đề thương mại và kinh tế dưới thời của Tổng thống Biden. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Cao Phong nói thêm rằng các cuộc trò chuyện đã bắt đầu khá suôn sẻ và một số chủ đề bao gồm quan hệ thương mại giữa Trung, Mỹ, tình hình kinh tế vĩ mô và các chính sách trong nước. Các cuộc thảo luận nhằm giải quyết các vấn đề khác nhau diễn ra sau một thời gian quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm cả cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng kéo dài gần 2 năm. Nữ hoàng Elizabeth sẽ gặp Tổng thống Biden tại lâu đài Windsor. Vào thứ Năm, cung điện Buckingham đã cho biết nữ hoàng Elizabeth sẽ gặp Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden tại nhà của bà ở lâu đài Windsor khi hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc. Được biết, hội nghị thượng đỉnh của khối G7 sẽ diễn ra ở Anh vào tuần tới. Ông Joe Biden sẽ trở thành Tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ mà nữ hoàng 95 tuổi từng gặp trong triều đại dài kỷ lục của bà. Và đây sẽ là cuộc gặp gỡ lớn đầu tiên của bà kể từ cái chết của chồng là hoàng thân Philip vào hồi tháng 4. Mặt khác, đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ khi ông nhận chức vào tháng Giêng. Theo thông tin, Anh Quốc sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo của khối G7 tại Cornwall trong sự kiện ngoại giao trực tiếp lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Nga sẽ loại bỏ các tài sản bằng đô la ra khỏi quỹ tài sản NWF của mình. Nước Nga đang cắt giảm đô la Mỹ khỏi quỹ tài sản quốc gia trị giá 186 tỷ đô la khi Washington tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Động thái này được Bộ trưởng Tài chánh là Anton Sivanov công bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm thứ Năm. Giống như ngân hàng trung ương, chúng tôi đã quyết định giảm đầu tư của NWF vào tài sản bằng đô la. Ông nói với các phóng viên, đồng thời nói rằng thay vào đó, NWF sẽ đầu tư vào tài sản đồng euro nhân dân tệ của Trung Quốc và vàng. Những thay đổi của NWF dự kiến sẽ xảy ra trong tháng tới. Sau khi hoàn tất thì tỷ trọng tài sản đồng euro trong quỹ dự kiến sẽ ở mức 40%. Đồng nhân dân tệ là 30% và vàng là 20%, trong khi đó thì đồng Yên Nhật và đồng bảng Anh có thể sẽ chiếm 5% mỗi loại.
Timothy Ash, một chiến lược gia cấp cao về chủ quyền thị trường mới nổi tại Prube Asset Manager, mô tả quyết định loại bỏ tài sản bằng đô la Mỹ là rất chính trị, và điều đó có nghĩa là Moscow đang gửi một tín hiệu cho chính quyền Tổng thống Biden trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Vladimir Putin. Thông điệp là chúng tôi không cần Mỹ, chúng tôi không cần giao dịch bằng đô la và chúng tôi có thể tránh khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Timothy Ash nói trong một ghi chú nghiên cứu sau thông báo, nói thêm rằng nó có thể được hiểu là một dấu hiệu cho thấy Moscow đang mong đợi nhiều lệnh trừng phạt hơn từ Mỹ. Công ty con của Microsoft ở Ireland đã gần như không thuế doanh nghiệp dù đạt lợi nhuận 315 tỷ đô la vào năm ngoái. Một công ty con ở Ireland của Microsoft đã kiếm được lợi nhuận 315 tỷ đô la, tức là khoảng 222 tỷ bảng Anh, vào năm ngoái nhưng không phải trả thuế công ty vì được xem là đối tượng cư trú theo chế độ thuế ở Bermuda. Công ty Microsoft Round Island One đã công bố lợi nhuận năm ngoái bằng 3/4 tổng sản lượng quốc nội GDP của Ireland, mặc dù không hề có nhân viên nào. Công ty này thu phí giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft có bản quyền trên khắp thế giới, đã ghi nhận lợi nhuận hàng năm là 314,7 tỷ đô la trong năm, tính đến cuối tháng 6 năm 2020, theo các tài khoản được nộp tại văn phòng đăng ký công ty Ireland. Lợi nhuận của nó đã tăng vọt từ mức dưới 10 tỷ đô la vào năm trước và so với GDP năm 2020 của Ireland là 357 tỷ euro, tức là khoảng 437 tỷ đô la. Tiết lộ về số tiền mà Microsoft đã tiết kiệm được bằng cách định tuyến qua Ireland được đưa ra khi các nhà lãnh đạo thế giới thống nhất một thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề tránh thuế đa quốc gia trước cuộc họp G7 ở Cornwall vào cuối tháng này. Cơ quan NASA thông báo sẽ thực hiện hai nhiệm vụ thám hiểm mới tại sao Kim. Cơ quan NASA thông báo rằng họ sẽ thực hiện hai sứ mệnh mới đến sao Kim để nghiên cứu bầu khí quyển và các đặc điểm địa chất của hành tinh này. Được biết, hai phi đoàn robot trên sẽ được phóng vào vũ trụ vào khoảng năm 2028 đến năm 2030 và được tài trợ 500 triệu đô la cho mỗi sứ mệnh. Quản trị viên của NASA là Bill Nelson cho biết các sứ mệnh sẽ mang lại cơ hội để điều tra một hành tinh mà chúng ta đã không đặt chân đến trong hơn 30 năm. Tàu thăm dò cuối cùng của Hoa Kỳ đến thăm hành tinh này là tàu quỹ đạo Magellan vào năm 1990. Tuy nhiên, các tàu vũ trụ khác từ châu Âu và Nhật Bản đã quay quanh quỹ đạo của hành tinh kể từ đó. Cơ quan NASA cho biết hai nhiệm vụ trên đã được chọn ra theo quy trình đánh giá đồng cấp và dựa trên giá trị khoa học tiềm năng cũng như tính khả thi trong quá trình phát triển các kế hoạch đó. Ông Nelson nói, hai sứ mệnh chị em này đều nhằm mục đích tìm hiểu cách sao Kim trở thành một thế giới giống như hỏa ngục mà có khả năng làm tan chảy chì trên bề mặt. Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời và là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời với nhiệt độ bề mặt là 500 độ C đủ cao để nấu chảy chì. Sau đây là một số cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên thế giới. Tính đến thứ Năm, có hơn 171,7 triệu ca bệnh đã được báo cáo trên khắp thế giới. Số người chết trên toàn cầu do COVID-19 là hơn 3,6 triệu người. Tổ chức Y tế Liên Mỹ Pan American Health Organization cho biết, ở châu Mỹ, việc thiếu sự lãnh đạo hiệu quả đã cản trở nỗ lực ngăn chặn đại dịch ở châu Mỹ Latin, nơi các ca nhiễm bệnh đang gia tăng lên mức nguy hiểm. Các cuộc biểu tình nổ ra khắp các thành phố ở Brazil khi Tổng thống Jair Bolsonaro phát biểu trước toàn quốc chỉ vài ngày sau khi những người biểu tình xuống đường phản đối việc ông xử lý đại dịch. Tại châu Phi, thì Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các lô hàng vaccine gần như bị dừng lại trong lúc các ca nhiễm COVID-19 đang tăng đột biến 20% trong 2 tuần qua. Riêng số ca mắc mới của Nam Phi đã tăng hơn 60% trong tuần trước, khi nước này tiếp tục đối mặt với nỗ lực triển khai vaccine Johnson & Johnson chậm trễ. Hơn 1 triệu liều vaccine Johnson & Johnson vẫn bị giữ lại tại một nhà máy dược phẩm ở Nam Phi vì lo ngại về nhiễm độc tại một nhà máy ở Hoa Kỳ. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đang chờ thông báo từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ về vấn đề đó. Ở châu Âu thì các chính phủ Liên minh châu Âu đã đồng ý bổ sung Nhật Bản vào một danh sách nhỏ các quốc gia mà họ cho phép du lịch không thiết yếu tới, trong khi tạm dừng đối với khách du lịch Vương quốc Anh cho đến ít nhất là giữa tháng 6.
Vương quốc Anh đã loại Bồ Đào Nha khỏi danh sách các điểm đến du lịch an toàn, có nghĩa là hàng ngàn cư dân Vương quốc Anh hiện đang đi nghỉ ở đó sẽ phải cách ly khi trở về. Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps nói rằng, quyết định khó khăn được đưa ra vì tỷ lệ ca bệnh tăng cao ở Bồ Đào Nha và lo lắng về các chủng virus mới có khả năng kháng vaccine. Bồ Đào Nha là điểm du lịch chính cho người Anh thích tìm kiếm ánh nắng mặt trời và là điểm đến du lịch lớn duy nhất trong danh sách xanh của chính phủ Anh, được công bố vào tháng trước là một trong các điểm đến có thể ghé mà không cần phải tự cách ly khi trở về. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, người đứng đầu Ủy ban Tổ chức Thế vận hội của Nhật Bản đã bỏ đi khả năng đình chỉ Thế vận hội, bất chấp sự bất bình sâu sắc trước viễn cảnh hàng ngàn vận động viên và quan chức đến nước này trong đợt nhiễm COVID-19 thứ tư. Sự kiện này vốn đã bị hoãn lại từ năm ngoái với chi phí thêm 3,5 tỷ đô la Mỹ. Một phiên bản thu nhỏ của Thế vận hội không có khán giả nước ngoài sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 7. Nhưng với việc triển khai vaccine chậm, Tokyo và 9 khu vực khác đang rơi vào tình trạng khẩn cấp và số ca nhiễm coronavirus nghiêm trọng ngày càng gia tăng, hầu hết người Nhật phản đối việc đăng cai Thế vận hội. COVID-19 đang tăng đột biến ở một số quốc gia sử dụng vaccine Sinopharm. Bahrain, UAE, Seychelles, Chile, Uruguay đã có số ca nhiễm gia tăng ngay cả sau khi mọi người đã tiêm vaccine. Năm ngoái, thì Bahrain trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ vaccine Sinopharm của Trung Quốc cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12, một sự thúc đẩy đáng kể cho tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh đối với vaccine, bất chấp sự nghi ngờ của một số nhà khoa học về việc thiếu an toàn công cộng và dữ liệu hiệu quả. Giờ đây thì quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này là quốc gia mới nhất đặt ra nghi ngờ về hiệu quả của vaccine, theo tờ Washington Post đưa tin. Các quan chức Bahrain nói với các hãng tin trong tuần này rằng họ sẽ cung cấp thêm các liều Pfizer cho một số người có nguy cơ cao mà đã nhận hai mũi tiêm Sinopharm, cho thấy rằng họ không còn thấy hai liều vaccine Sinopharm là đủ hiệu quả khi đang đối mặt với làn sóng nhiễm coronavirus mới. Chính sách này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Tổ chức Y tế Thế giới cấp danh sách sử dụng khẩn cấp cho Sinopharm, khiến nó trở thành loại vaccine đầu tiên do Trung Quốc phát triển, nhận được con dấu chấp thuận của Cơ quan Y tế Toàn cầu. Loại vaccine này do Sinopharm hợp tác với Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh phát triển, tạo nên một phần đáng kể nguồn cung cấp vaccine cho nhu cầu sử dụng trong nước của Trung Quốc. Mặc dù bắt đầu chậm chạp, nhưng xu hướng tiêm chủng của Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ, với các quan chức cho rằng 80% đất nước có thể được tiêm chủng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ở Bahrain, một đợt tiêm chủng chủ yếu dựa vào Sinopharm cho đến nay đã tạo ra nhiều kết quả khác nhau và không hạn chế được các ca nhiễm mới. Gần 50% đất nước đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng quốc gia này đã chứng kiến làn sóng ca bệnh tồi tệ nhất trong vài tuần qua và chính phủ đã thực hiện lệnh cấm trong 2 tuần để khắc phục sự bùng phát. Theo hãng thông tấn Bahrain, khoảng 1.936 trường hợp nhiễm mới đã được báo cáo trong ngày thứ Năm, nâng tổng số trường hợp mắc ở quốc gia 1,6 triệu người dân lên hơn 240.000 người nhiễm bệnh với hơn 1.000 trường hợp tử vong. Đại diện của Sinopharm đã không trả lời yêu cầu bình luận. Quốc gia vùng vịnh này không phải là nơi duy nhất triển khai tiêm vaccine Sinopharm, nhưng làn sóng nhiễm trùng lớn vẫn xảy ra. Ở Seychelles, Chile và Uruguay, tất cả đều đã sử dụng Sinopharm trong các nỗ lực tiêm chủng hàng loạt của họ. Các ca bệnh đã tăng lên ngay cả khi đã tiêm đầy đủ hai liều. Một báo cáo của ban tổ chức WHO vào tháng trước cho thấy, vaccine này có tỷ lệ là 79% hiệu quả trong việc ngăn chặn triệu chứng COVID-19 ở người lớn từ 18 đến 59 tuổi. Trích dẫn bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc, Bahrain, Ai Cập, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hội đồng của WHO cũng cảnh báo rằng họ có mức độ tin cậy thấp về hiệu quả của vaccine ở những người từ 60 tuổi trở lên và độ tin cậy rất thấp về các tác dụng phụ tiềm ẩn ở nhóm tuổi đó do thiếu dữ liệu. Mặc dù lo ngại về hiệu quả của Sinopharm, nhưng các chuyên gia nói rằng vaccine vẫn hoạt động như dự kiến trong hầu hết các trường hợp và nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thiếu liều vaccine trên khắp thế giới. Tuần này thì hàng triệu liều Sinopharm đã được tung ra khỏi dây chuyền sản xuất ở Bắc Kinh, nhằm đóng một vai trò quan trọng trong chương trình chia sẻ vaccine COVAX do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, trong bối cảnh tình trạng khan hiếm liên tục. Các quan chức Sinopharm cho biết vào hôm thứ Tư rằng họ hy vọng sẽ phân phối hơn 1 tỷ liều thuốc bên ngoài Trung Quốc trong nửa cuối năm 2021.
Trong tuần này thì cơ quan WHO cũng đã cấp danh sách sử dụng khẩn cấp cho một loại vaccine khác của Trung Quốc do Sinovac phát triển. Báo cáo rằng vaccine này đã ngăn ngừa bệnh có triệu chứng ở 51% những người được tiêm chủng và ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng ở 100% dân số. Tuy nhiên, các quan chức cho biết không có đủ dữ liệu để ước tính hiệu quả của vaccine Sinovac ở những người trên 60 tuổi. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch ngày 3 tháng 6, đồng đô la Canada bằng 0,8262 đô la Mỹ và bằng 0,6808 đồng euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, 1 đô la Canada bằng 19.043 đồng Việt Nam theo Axie.com vào tối thứ Năm. Giá dầu Brent là 71,25 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI là 68,81 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng giao ngay là 1.870,19 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada của ngày 3 tháng 6 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn, di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức cũng như để chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ của các bạn. Xin chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và an lành. Hoàng Anh, Tuấn Liêm xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.